ốc nhảy nào giờ Út mới biết là có ốc nhảy đực với ốc nhảy cái. Bữa nay cô Út phân biệt rồi nấu mấy món ngon với ốc nhảy nha. Lúc đi học cấp 3, Út hay ăn ốc nhảy xào cay chấm mắm mì. Mà ăn nhiều chứ toàn gặp mấy con ốc nhảy nhỏ nhỏ, chưa có thấy con ốc nhảy cái bự như vậy. Tìm hiểu Út mới biết ốc nhảy cái thịt ngọt ngon, ăn khác hẳn mấy con ốc nhảy bình thường, nên này mới kiếm về nấu thử. Rửa xong Út cho vô chảo, thêm nước tí xíu muối thì giống nước biển, lừa tụi nó chui ra khỏi vỏ, mới đốt lửa từ từ là ốc sẽ lòi thịt ra dễ lấy hơn. Lúc đợi Út đi hái xả vô luộc chung cho thơm, thấy con ốc hơi lòi lòi thì mình bắt đầu đốt lửa, đợi nước sôi, vớt ra đi rửa lại, trụng thêm lần nữa cho ốc bớt nhớt. Coi con ốc lấy ra dễ chưa nè, Út nắm cái mài kéo ra liền tù tì được một mớ luôn. Mà lúc này ốc vẫn còn nhớt và lẫn cát nên Út phải đi rửa lại mới nấu ăn. Út nghe đầu phải ngâm nước biển 2 ngày tụi nó mới nhả sạch cát. Làm từ trưa tới tối mới được hai chén thịt ốc như vậy. Mớ còn dư Út cắt hộp để đông. Ai mà mê ăn ốc nhảy, ngán cái khâu sơ chế giống Út thì thử ốc nhảy cái hấp sẵn nhà Kim Fit nha. Mua về là nấu được, đỡ có phải làm lâu. Mớ này một nửa Út đem hấp, một nửa nướng mọi, chế biến nhiệt 4 phút là được tiện hen. Còn thịt ốc nhảy Út đem xào cay, phi thơm xả ớt tỏi, thêm nước mình nêm nếm gia vị cho vừa ăn rồi cho ốc vô sao. Đảo sờ vài cái, rồi múc ra, thêm xoài băm sao răm lên trên là ngon lành. Út làm tiếp món ốc nhảy cái xào bơ tỏi, như ốc nhà Kinh Fit mình xào nguyên giỏ luôn cũng được. Giờ ốc Út ngâm chưa đủ ngày còn cát nên mới lấy thịt ra xào. Còn ít ốc nhỏ Út xào dừa, vị cốt dừa béo béo, thịt ốc thì giòn giòn, chấm bánh mì ăn cũng ngon dữ lắm. Mấy con ốc nhảy này ngon, làm mồi ăn chơi gì cũng đã. Đợt này Út chữ sẵn mấy bịch ốc nhảy cái nhà Kinh Fit rồi, hồi nào thèm đem ra hấp xả là xong. Mọi người ưng ăn ốc nhảy giống Út thì thử ốc nhà Kinh Fit nha. Con bự bự này là con ốc nhảy cái, còn cái con mà nhỏ nhỏ con xào cho mình được ốc nhảy đực dạ. Mà giờ không biết là nó hai cái. Cái con ốc nhảy đực này là ở mình bán nhiều nè, còn con nhảy cái thì không có. Lựa hết rồi. Ừ. Nhảy mắt hơn nó không mua.